Các bạn ơi, sau khi mà trứng gấp được ra như thế này là trứng chín rồi nhá. Đây, trứng đã... Đây, trứng đã gấp được. Gấp vào để ở trong nước mát cho vừa dễ bóc và róc trứng. Thì mình sẽ gấp hết rồi. Trứng sắp trứng chín rồi. Cái này có vẻ là vẫn chưa chín lắm. Trứng đã xong rồi, chúc các bạn nấu ăn ngon nhé. Chào các bạn.